Tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 là đương kim Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Về thân thế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông được gọi theo thông lệ miền Nam là Bảy do là người con thứ 6 và là con út trong gia đình. Cha ông là Nguyễn Hiền, sinh năm 1918, hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước năm 1954, tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Ông cùng mẹ và các anh chị ở lại quê nhà, thuở nhỏ ông theo học trường làng. Mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Một người chị của ông hy sinh năm 1965 dưới tay của quân đội Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Năm 1966, mẹ ông cũng bị hy sinh. Ông sống cùng người chị gái tại quê nhà một thời gian, sau đó được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra Bắc học theo chế độ của học sinh miền Nam năm 1967. Ông hiện cư trú ở nhà công vụ số 11, chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giáo dục, ông có trình độ giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1978. Trình độ ngoại ngữ, ông có trình độ Anh văn B, Nga văn B. Về sự nghiệp chính trị, từ năm 1973, ông theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tham gia hoạt động trong phong trào đoàn thanh niên, từng làm bí thư chi đoàn. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông trở về và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà, bấy giờ là Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến năm 1993, ông thăng chức dần từ các chức vụ cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng lên đến chuyên viên, phó văn phòng rồi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12 tháng 5 năm 1982, chính thức là ngày 12 tháng 11 năm 1983, lên đến chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính Đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2. Thời gian này ông theo học ngành Quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên khóa 15-16, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông được cử theo học ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Công tác tại tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến năm 2001, sau khi tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17-18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6. Năm 2001, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông cũng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Năm 2004 đến năm 2006, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 10-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Tháng 3 năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Bộ Chính trị. Ông cũng tái cử đại biểu Quốc hội khóa 13 ngày 3 tháng 8 năm 2011
tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. Ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông được đề cử là một trong các ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, với số phiếu tán thành là 446 phiếu chiếm 90% đại biểu, ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng, kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng điều hành chính phủ. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kế nhiệm ông là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Về gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, vợ của ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, ông có hai con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1986, kết hôn với Vũ Chí Hùng vào năm 2009, con trai ông là Nguyễn Xuân Hiếu. Ông có anh trai tên Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1947, nguyên là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông cũng có chị gái tên là Nguyễn Thị Thuyền, em kế ông Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1952. Ông còn có một chị gái đầu đi du kích bị địch bắn chết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn hãy nhớ đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.